anh em ruột, các anh em cùng cha khác mẹ. Ra kia mà khóc tại sao lại anh em cùng khác mẹ. Bây giờ thông tin thứ hai đưa đến cái nhân vật là gì? Tụi con không phải anh em cùng cha khác mẹ, mà là con, là con người. Hai cái biết cách này ha. Nhiều bao nhiêu năm qua đó anh Trường à, là con nuôi bây giờ là nó con người của ba, mà nói là con nuôi mà ba đang nhận nuôi về Trường nó, con với Trường không phải là anh Trường. Ở ngàn Trường thì ở ngàn ngạc nhiên luôn, con là sao ở ngàn sao không rồi tiếp chân ở ngàn đó biết làm gì bao nhiêu năm qua anh kiểu như là cái nào mẹ mừng nhất, cái gì mẹ ngàn mừng nhất Trường, cái nào mà ba làm tròn cái gì mà cha dễ để anh Thanh Long nói thì em đẩy rồi lúc này Giang ủa thì để cho ba. Đúng rồi, Giang là thông tin mới biết luôn á. Anh nghĩ trong đầu, anh nghĩ trong đầu. Không, không, Giang biết rồi, ngay cốt nãy đó rồi. Hồi nãy là mới biết rồi. Giờ cái hai đứa đang ngạc nhiên. Anh nói là bù đắp, muốn bù đắp chăm sóc con. Con này nó cũng không dám nhận, nó nhìn mẹ nó cái thì mẹ nó gập cái gì nó. Ok. Đó, bù đắp cho con nhìn. Mẹ nó gập. Gập đầu. Ok ha. Giờ anh sẽ lấy này gần trăm, gần Giang. Tỏ. Hai cận này gần. Thôi chưa ha. Rồi, bây giờ tập dù con với ông Trường cho nè. Cha anh yếu. Trường thế này. Trường chỉ đứng. Em tỉnh được hả? Em tỉnh được hả? Em gái. Em gái. Dạ. Ngồi vậy cho. Chị mé nó trên ghế á. Không biết hết được sao? Ở trên ghế. Nó bị động đó. Nó bị động đó. Nó biển con biết thế. Dạ không. Mời chị quần với nó không cây gì. Mấy rồi đó. Mời chị anh biết cái gì không? Nó bị gì đâu. Em xin lỗi. Mà lúc này sớm nay không có cây hả? Đâu là gì? Mà chứ. Em xin lỗi. Anh Trường. Em tỉnh rồi hả em gái? Em xin lỗi anh, chị không nói cho anh biết trước sự thật. Em không phải xin lỗi, anh mới là người xin lỗi em. Thôi thì mình hãy quên đi những tình cảm ban đầu. Đừng tiếp tục sai lầm nữa. Đó không phải là sai lầm, mà chỉ là hiểu lầm. Tao không, đúng rồi, tao không nói đâu. Yes sir. Tao không tới đâu. Đó, đó là vô là. Đó là hỏi được. Dạ nhờ luôn. Hai bước ra nhờ đó. Chắc má mày. Mày là trời. Mày trời. Yes. Đó không phải là sai lầm, mà chỉ là hiểu lầm. Dữ à. Rồi các anh. Rồi dữ à kìa. Lắp máy vô đi, lắp cận hết đi. Xuống máy cho chung đi. Còn hẹp đi. Giờ sai 1 phút. Cảm ơn chị Giang. Cảm ơn chị Giang. Chị ơn thầm nha. Quá dữ. Mẹ đang vô như con ngon, yêu chị Giang. Trường đi. Cận cái đầu. Cận xong hết rồi, bây giờ cận đầu nè. Cận cái đầu này cũng cận xong hết rồi. Cận luôn rồi. Hai cái cận là em với Giang. Nãy ba nói con với Trường, không phải là anh em. Vô vô vô. Ủa rớt xuống cái đã. Vô. Đây Trường, xuống Trường. Trung hẹp. Ba thoại hay quá, cảm xúc quá cảm. À, rồi rồi. Nhâm nhâm nhìn trong. Wallet. Sao? Rồi. Em ơi, căng giải em ơi, đau lắm. Này, cơm đâu. Ờ,
rồi, quá trời khóc rồi. Cô mất lâm ra, tụi em không tin là cái gì tốt vậy. Sao? Nước quá, anh Hiếu ơi, cái khóc rồi. Chăm nhìn chăm, mà khóc mà mắt đỏ rồi. Đứng rặn hoài không ra. Thôi, thôi, chăm nhìn, ngủ rồi. Rồi, em ngồi dậy nữa nha. Em ngồi dậy nữa nè. Thôi, thôi, ngồi dậy, lấy em rồi. Ok. Rồi, vậy thoải mái. Nó mắt nó đỏ mà. Đã nhìn chưa? Nhìn chưa? Nhìn nó lấy chưa? Nhìn qua đâu có nhìn qua đâu. Không, à, diễn chúng nhìn lên. Cái anh Trường. Máy chạy. Máy chạy. Nó bắt cái gì lấy cận Trường. Đó coi nha, máy. Máy chạy. Diễn, đó coi. Em tỉnh được em gái. Em xin lỗi vì em đã không nói sự thật cho anh biết. Anh mới là người có lỗi với em. Từ nay á, quên hết rồi. Anh mới là người phải xin lỗi. Nhỏ lắm. Chọn lại thấy không? Anh đến thay lòng đổi dạ mà không biết là anh đã hy sinh. Bây giờ mọi chuyện đã dạy rồi Diễn. Em xin lỗi vì đã không nói sự thật cho anh biết. Không. Anh mới là người phải xin lỗi em. Con là anh đang nói luôn. Diễn. Diễn là nói gì? Không. Anh mới là người phải xin lỗi em. Anh chắc em hay là người già mà không biết là anh đã hy sinh. Anh đã trách em theo lòng đổ dạ. Mà không biết để hy sinh cho anh rất nhiều. Bây giờ mọi chuyện như vậy rồi, coi như tất cả là hiểu lầm thôi. Bây giờ mọi chuyện là như vậy rồi. Bây giờ tất cả mình coi như là hiểu lầm. Không phải gì đâu. Sai lầm. Sai lầm. Sai lầm anh mới nói là không phải sai lầm. Gì? Bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi. Chúng ta không để... Chúng ta không thể nhắc chút. Tiếp tục tình yêu sai lầm này nữa. Chúng ta không thể tiếp tục tình yêu sai lầm này nữa. Bây giờ mọi chuyện đã như vậy rồi. Chúng ta không thể tiếp tục tình yêu sai lầm như vậy nữa. Không phải sai lầm. Mà chỉ là hiểu lầm. Rồi các bạn, sân này có hết rồi, đẹp rồi. Cho anh một máy lấy cận tường. Các cận là Long. Anh Long đứng ngồi luôn. Anh Long ngồi. Ngồi để cuốn máy anh. Rồi anh Long tù ra đây để phát chiếu tượng. Ok. Chiếu tượng sáng này anh về. Ok. Khóc lâu lấy luôn chăm luôn đi. Ok. Lấy cho tao cái cận chăm luôn đi. Hả? Điềm Duy nó chạy rồi. Điềm Duy nó nè, anh không lấy nữa Điềm Duy rồi. Cận trường đâu, cận trường. 3/4 với 3, 3/4 với giấy nha. 16, 10. À mày đang bố máy này lấy ai? Lấy Trường nè, em lấy Trường nè. Em lẫn trường hả? Ủa, sao hai đứa phải máy khóc vậy? Em ngồi đó anh. Ngồi xuống máy. Ngoài móc của họng ta. Đây. Lên chân đi. Để nó xuống tóc quá. Đây không? Chị bày. Đây. Đây.
Dạ nghe. Ốp mẹ, ngồi nghe mẹ. Dạ cha. Thế nè, vô ngồi em, ôm em nè siêu. Ngon vậy. Rồi, nhìn em hai người rồi. Siêu siêu để tôi giúp phải đi siêu. Đây chị Bạch. Rồi chị Trúc đã lại về. Mấy con này đi. Ok, chờ nào con mắt nhỏ ướt mắt nào. Chút nhắc con nhắc. 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 Chút nhắc con. Gì? Không phải là sai lầm. Anh cứ chồng. Mà chỉ là hiểu lầm thôi. Chịu. Má có chuyện muốn nói với con. Là năm xưa vì má hiểu lầm cho nên má đã bỏ đi. Ba con không có thể biết sự tồn tại của con. Cho nên con đừng có giận ổng nha Diệu. Diệu. Chào gái ra nè. Gì vậy? Hồi nãy đứng sai chị. Ai sai? Con. Lùi lại muốn. Yes sir. Ok. Em sao không được hết vậy? Ok. Ra đi. Mai. Từ. Nhẹ nhẹ cái nè. Từ nó chỉ là con. Nó không phải là con. Mai trời. Mai. Gì? Camera. Mai. Rolling. Anh đứng lên ngồi xuống giùm em đi luôn. Ok. Gì? Kể từ giờ phút này, con hãy cho ba được lo cho con trong cái quãng đời còn lại của ba ngày nhiều. Bớt idol đồ nhiều quá. Có idol đồ ai đâu. Chưa đồng ai đồ nam nha. Bác sĩ nói đó giờ chưa ai đồ nam nào luôn á. Ba ai đồ anh Hồ Văn Hiếu. Chẳng bất cái gì tới anh Hiếu là thấy ba cơm đầu tiên luôn. Mới nhanh ghê luôn. Hồi nãy anh diễn đây nè mà hả? Anh cười mà không dám. Phải đi ra tới kia luôn á. Sợ được chắc khóc mà chị cười. Mình sống quá. Là em gái. Không. Sao mà cả nhà, đây là một cái cảnh cũng rất là xúc động của phim. Thì trong phim là ngoài những cái cảnh mà hài hước ra thì sẽ có những cái phân đoạn cảm xúc. Thì đây là lần đầu tiên anh Hiếu khóc nha cả nhà. Để hỏi cảm xúc của anh Hiếu lúc này như thế nào anh? Khóc hoài. Khóc hoài, sáng giờ khóc bao nhiêu cảnh rồi? Có cảnh nào khóc chưa ta? Có cảnh ngồi cái giấy đá công viên. Bệnh viện khóc rồi đúng không? Đúng rồi, khóc sáng giờ má ơi. Giờ nhớ sáng giờ khóc không vậy? Ba lần quay là ba lần khóc. Khóc hoài. Nhưng mà đây là lần đầu tiên đóng phim mà khóc đúng không? Có mấy lần khóc rồi. Hiếu Bánh Tàu có khóc không hả? Cũng có khóc, nhưng mà ngày hôm nay khóc nhiều nhất. Hồi trước là Hiếu Bánh Tàu là khóc gì cái gì? Đâu phải khóc vì tình yêu. Tạm thời không nhớ lắm. Không nhớ luôn. Không nhớ lắm. Có giờ khóc vì tình yêu chưa? Chưa luôn. Đau lòng chứ không thể nào tạt nước mắt ra ngoài được. Khóc trong tim. Nước mắt nuốt vào trong. Đúng rồi, khóc trong lòng. Vậy sao chồng em khóc hoài ta? Rồi Hiếu, Tuấn đi Tuấn. Tự tính quá chứ sao.
Tưởng thu đi. À, xong chưa? Chưa thu nè. Rồi mọi người em làm xin. Alo anh hả? Alo alo. Hello, ông chồng em khóc hoài luôn á. Alo nè. Alo. Ok, rồi. Còn Hiếu nữa. Em là anh cho anh Hiếu con gọi nha. Rồi xin chào cả nhà. Đây là một cảnh rất là cảm xúc. Cảm ơn anh Hiếu và các cả duyên rất là nhiều.